Chương trình phát thanh thanh niên. Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Chào các bạn, một tuần đã trôi qua và hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Thưa các bạn, chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 45 phút và sẽ được phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Chương trình của chúng tôi với số điện thoại duy nhất là 0243 826 2625 sẽ tiếp nhận câu hỏi của quý vị thính giả và các bạn vào tất cả các ngày trong tuần. Quý vị nếu có nhu cầu hãy liên lạc tới số điện thoại tổng đài này. Và nếu có nhu cầu được tư vấn riêng tư với các chuyên gia của chúng tôi thì cũng sẽ liên hệ với số điện thoại tổng đài này và trao đổi trực tiếp người trực tổng đài của chúng tôi. Thưa quý vị thính giả và các bạn, đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Bây giờ thì chương trình sẽ được mở đầu bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến, đó là cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Em xin chào anh. Vâng, em có một câu hỏi như này. Em có một cháu là sinh năm 94, nhưng mà cháu nó đang có một mối tình là yêu của cái cô năm 97, thì em cũng đi xem là thầy bảo là hai cái tuổi này không lấy được với nhau. Thế à? Thì em nhờ anh Minh Đoàn xem là tư vấn cho em xem là có được không ạ? Có lấy được không? Thì tóm lại là anh Đinh Đoàn cũng là một thầy nào đấy đúng không? Không phải xem bói mà em là xem anh Đoàn là sẽ giải trình cho em là xem là lên như thế nào ạ? À thế. Và cái cô gái chắc là người yêu của con trai chị. Vâng, con trai nhà em ạ. Vâng, thì là sinh năm 97 đúng không? Vâng, thế là cách nhau 3 tuổi mà như các cụ nói là tứ hành xung đấy đúng không? Vâng, vâng. Đây là con trai đầu của chị à? Em là con trai út ạ. À, thế là đứa đầu sinh năm bao nhiêu? Đứa đầu em sinh năm 86, cháu lấy chồng rồi. À, thế là có hai chị em à? Hay là nhiều hơn? Vâng ạ. À, thế là cái hồi mà con gái mình lấy chồng ấy thì có đi xem kỹ không? Con gái cũng lấy chồng nhưng thấy bảo là cũng không hợp tuổi, nhưng mà nhà chồng thì cũng bảo là thầy giải rồi, nhưng mà bây giờ các cháu nó cũng lại, thằng chồng nó cũng bỏ đi xa làm ăn xa rồi, đến 2 năm nay không có tin tức gì, thế là em mới lo, em mới hỏi. Bây giờ còn một thằng con trai nữa thì em hỏi tư vấn hồn đài cho em một lời khuyên ạ. Rồi, thế là con gái chị vẫn ở nhà chồng hay là về nhà chị ở rồi? Con gái nhà em ở nhà chồng, bây giờ nó ở nhà nó nuôi mẹ chồng, còn chồng nó bỏ đi 2 năm nay rồi. Chị à, cũng không biết đi đâu cả. Đâu ạ, mất đấy. Tích rồi. Em giờ rút kinh nghiệm là lần trước là con gái lấy là cũng không hợp tuổi mà mình để cứ cố cho chúng nó lấy bằng được, thì là đâm ra là nó có vẻ là nó cũng trục trặc một chút đúng không? Vâng, anh Đinh Đoàn sẽ xem là căn số của hai cái cô cậu này có hợp nhau hay không nhá. Rồi, chào chị. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Mẹ chồng tương lai năm nay bao tuổi rồi? Năm mấy? Em năm nay 58 ạ. Ồ đấy, đoán nhầm. Nhìn qua điện thoại, nghe qua giọng cũng đoán, nghĩ trong bụng thế nhưng muốn kiểm tra lại xem là mình có chuẩn không thôi. Con trai 94 tuất đúng không? Vâng ạ. Tuất. Con bé kia là 97. 97 là tuổi trâu ạ. Trâu. Ôi toàn loại trâu chó với nhau mà. Nó cũng luẩn quẩn quanh mình. Con chó cũng tốt, con trâu cũng tốt. Trâu thì giúp mình cày ruộng, chó thì giúp mình giữ nhà rồi. Rất là thân thiện gần gũi. Tưởng là con nhà mình là con chó, còn con kia là con hổ, con báo gì thì sợ rằng là nó đuổi con nhà mình. Chứ còn trâu nó hiền lành, nó chịu thương chịu khó. Nó vui thế thôi, nhưng mà thật ra này này.
từ trước giờ đấy rất nhiều nhà đi con lấy vợ lấy chồng đều xem bói, các thầy đều bảo tuổi này hợp, lấy nhau tốt lắm, bằng tuổi thì bằng 5.5 rồi mà ăn, nếu mà hơn 2 thì thầy bảo chuẩn, gái hơn 2 trai hơn 1. Thế còn nếu chẳng may mà nó vào cái chỗ không hợp thì thầy bảo cứ đặt cái lễ thầy giải cho, giống như con gái nhà mình lần trước ấy, nó bảo không hợp nhưng thầy cũng giải rồi, tiền đưa rồi đúng không? Vâng ạ. Hồi có nhiều tốn nhiều. Em không biết đến là nhà mẹ chồng đi khác đi giải thôi ạ. Đấy, cũng mất tí lễ xong rồi mình cứ đinh ninh là sẽ qua, nhưng cuối cùng bây giờ thì cũng chồng đi một nơi vợ một nẻo, cũng cuộc sống cũng không ra làm sao cả. Tóm lại thầy cũng chả ra cái gì, đúng không? Cho nên là con mình lo và của chúng đời chúng nó lo, chứ chả có cái thầy nào lúc cái thầy cầm 30.000 thế là xong rồi, thầy ăn bây giờ nó xong rồi. Con mình bất hạnh thì mình chịu, mà con mình chịu thôi, đúng không? Chứ thầy nào thì thầy nói cho nó sướng mồm, cho nó vui mồm thôi. Nói thế để thấy rằng là đúng, vấn đề tâm linh có quan tâm nhưng không mê muội. Quan trọng bây giờ thế này này, hai đứa yêu nhau lắm không? Cũng gọi là đang bắt đầu thích nhau rồi. Ôi chưa giời đến cái quan điểm là yêu lắm ạ. Thế thì thứ nhất này này, nó còn đang tìm hiểu, nó còn chưa chốt được vấn đề, mình lo sớm làm cái gì. Tóm lại nó mới đang lờ vờ ở cổng chợ, đã chắc gì nó vào chợ, mà vào chợ đã chắc gì nó có tiền, nó đi dạo một lúc rồi nó lại ra. Cho nên là trong quá trình này đây, các con nhà mình cũng 94 thì nó cũng mới 20 mấy thôi, con bé kia 28, 29 rồi anh ạ. Thì nhưng mà anh ơi, như em hỏi con em thì con em nó bảo là nếu mà ấy là nó chốt rồi đấy, chốt cái cô đấy. Thì tóm lại thì mình thấy cái cô được không? Trông người ngợm có tử tế không? Cô đấy thì cũng được, nhưng mà chẳng qua là em xem hai cái tuổi này, nếu mà cứ cô rồi bây giờ bỏ qua cái tuổi. Một người còn, một người mất. Bao giờ cũng thế, nhà nào cũng cứ một người mất trước, một người mất sau. Thế nào cũng cuối cùng cũng là một người mất, một người còn. Thế thì theo mình thì thầy bảo là cái tuổi nào thì hợp. Thế xong bây giờ đi lùng khắp làng xem là người nào có tuổi để mình gán là ghép à, đúng không? Em xem trên mạng cũng nói là tuổi trâu với tuổi chó là không hợp nhau, nếu mà lấy nhau là sẽ khổ sở mà sẽ chia tay nhau, một con cái là không có. Chị đã xem ở trên mạng, thế thì chị hỏi lên đài làm cái gì, đài nói mà chị cũng có nghe đâu. Em mới hỏi anh Dinh Đoàn là có cho em một lời khuyên để em. Lời khuyên là thế này này, xem các cháu nó có yêu nhau hay không, hạnh phúc hay không là do bàn tay. Thế còn thì sống chết thì nó còn tùy nọ tùy kia, không phải là cứ lấy nhau hai cái tuổi ấy thì khổ. Thế bao nhiêu người đi xem rồi các thầy bảo sướng rồi cuối cùng có sướng đâu, thầy bảo hạnh phúc rồi cũng có hạnh phúc đâu. Thế thì mình đừng có mê muội. Quan bản giờ xem chúng nó có yêu nhau không, con bé kia tử tế không, mặt mũi nó có hiền lành đạo đức không, gia đình nó thế nào, bên ấy gia đình người ta có tạo điều kiện để yêu con mình không, đã chắc gì đưa thằng cu con nhà mình về người ta đã ưng. Thế rồi là có, cả mẹ là cũng ưng rồi, cả mẹ với cả cô ấy là cũng ưng lắm rồi, nhưng đấy, mỗi cái là còn mỗi mình gia đình nhà mình thôi. Không phải gia đình nhà mình mà có mỗi chị là không ưng thôi, chứ con trai chị chốt rồi đấy, con trai vâng, mình chốt đấy, này bên kia mình, chốt này, thế chị là phá đám đấy. Đoàn, vàng. Thế mà đài nói còn không nghe đấy. Nói chứ vui vậy nhưng mà thôi, để các con nó quyết định, mình quyết định rồi sau đấy ngộ nhỡ nó trách, sau này đến đợt sau nó không lấy được cô này, nó lấy một cô khác, xong cái cô ấy mới là cái cô đổ vỡ, nó quay nó bảo đấy tại mẹ ngày xưa con yêu cái cô 97, chúng con yêu thắm thiết chỉ vì mẹ đi xem bói với xem ở trên mạng linh tinh vớ vẩn, mẹ ngăn cản chúng con bây giờ đấy, lấy cái cô này như dở người, có phải nó trách mình hay không, đúng không? Mình không can thiệp những cái chuyện ấy một cách nó thái quá. Mình chỉ can thiệp thế này này, bây giờ cái cô ấy là thiếu đạo đức, đi ăn cắp ăn trộm phải còn vào tù ra tội, xong bây giờ là còn lừa đảo rồi lười làm rồi cùng một lúc là quan hệ với 4-5 người đàn ông thiếu trung thủy, thể hiện một cái người rất thiếu tư cách. Nếu có về làm dâu hay làm vợ con mình thì luyến khổ thôi, thì mình có thể là tác động tư vấn. Còn bây giờ con ơi, cái tuổi này rồi là sẽ sống không hạnh phúc. Thế nó hỏi thế theo mẹ thì tuổi nào hạnh phúc, mình có trả lời được không? Thế rồi bố mẹ tuổi gì, có hạnh phúc không, sướng chưa, bây giờ bố mẹ giàu chưa, đúng không? Chào chị, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, Bình Dương đâu ạ? Alo, em nghe. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Anh ơi, em năm nay 46 tuổi mà em có cái mắc chứng bệnh là bây giờ mình xuất tinh sớm anh. 46 tuổi xuất tinh sớm, đúng không? Dạ. Xuất tinh sớm từ lâu chưa? Phát hiện lâu chưa? Cũng mấy năm nay rồi, đó là mình cũng còn kiềm chế được, kiểu này không kiềm chế được mà. Em mà trước kia em cũng có uống năm tháng thuốc có cái ông thầy ở ngoài Sơn La Lạng Châu ngâm rượu rồi, nhưng mà không ổn. Bây giờ em mới vừa mua cái Trường Sơn Vương em uống một hộp nhưng mà cũng không thấy có
cái chín giảm gì em nhờ bác sĩ tư vấn cho em ngay, giờ em uống loại thuốc gì ạ? Thế bây giờ là bao lâu thì nó ra rồi? Thì chắc thì được, bữa nào kìm lắm là được 3 phút thôi. Không kìm thì được 20 giây không? Không, thì nếu 20 giây không cái chứ cũng được 1-2 phút. Thế à, thế ngày trước có thế không? Thì cũng trước mình cũng không chứ mình đi bệnh gái thì mình có khi có cái giây phút thăng hoa hơn ở nhà thì nó hơn được ở nhà. Ừ. Thế ngày trước ở nhà thì được bao nhiêu phút và đi bạn gái được bao nhiêu phút? Thì đi bạn gái cũng được 15-10 phút mà ở nhà thì mình không, nhà có con nhỏ cho nên mình không có cái giây phút thăng hoa nên không được bằng á bác sĩ. Rồi, có con nhỏ bên cạnh em ra là muốn cho xong chuyện em là có khi 20 giây đã xong rồi đúng không? Dạ. Yeah. Và bây giờ thì có đi bạn gái nữa không? Dạ không, bây giờ ngày xưa không làm công ty nữa cho nên không đi nữa. À thế à, thế là bây giờ một tuần làm được mấy cái? Thì nói chung là cái vấn đề mà sinh lý của em á thì cứng với lại nhạy cảm á thì không có vấn đề gì chút giảm do với thanh niên hết, mà có tội bây giờ nên chút thanh sớm có thể một đêm bây giờ em vẫn có thể quan hệ được 3 lần nếu mà có nhu cầu. Rồi tóm lại tần suất thì không có vấn đề gì cả, chỉ có mỗi cái là nhanh chóng cho nó xong việc thôi đúng không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Tôi chào bạn. Dạ, con chào bác sĩ ạ. Thế vợ thì bao nhiêu tuổi mày? Vợ em kém 2 tuổi là năm nay là 44 ạ. Thế à, hai bạn có mấy cháu rồi? Dạ, cháu lớn năm nay 22, cháu nhỏ năm nay 16 rồi cô. À thế à, hai con cũng lớn hết rồi đúng không? Dạ. Thế vợ có phàn nàn gì không? Thì nói chung là mình không thấy phàn nàn gì nhưng mà có vẻ người ta thấy là cũng không được hài lòng. Không được hài lòng đúng không? Được cái em là cái quan hệ là nó không có xỉu liền mà hắn còn cứng, có bữa cứng được cả 10 phút nó mới thôi theo bác sĩ. Ừ, thông thường thì xuất tinh xong thì coi như là đã chuẩn bị cho kết thúc của cái cuộc quan hệ tình dục đấy thì dương vật nó sẽ xỉu đi ấy. Thế nhưng mà của mình thì xuất tinh xong rồi dương vật nó vẫn cường á. Thế hả? Nó có nghĩa là không chịu liền, mà trước ngày xưa có bữa mà là cứng mấy khi em quan hệ bà vợ em bảo thôi mà em xuống mà nó vẫn còn đang cứng, mà bây giờ thì nó cũng phải được cả 5-6 phút nó mới xỉu. Đấy là sau khi xuất tinh á hả? Dạ. Ừ. Em có cái chứng đi đái nhiều đi đái đêm với bác sĩ ơi. Thế hả? Có nghĩa là bữa nào em không ngủ được thì em phải đi 4-5 lần, mà nếu mà ngủ được ngủ ngon thì cũng phải đi cả 2-3 lần. Thế hả? Rượu bia thì em này ở trong miền Nam này nhưng mà em uống quốc cử thôi, chứ mà bây giờ em đang bị trào ngược dạ dày thì em không uống nữa, mà trước thì buổi tối em uống 1 ly rượu thuốc em đi ngủ thôi. Ngoài trào ngược dạ dày bạn có một cái bệnh mãn tính gì không? Ví dụ có mắc tiểu đường hay là tăng huyết áp? Không, cái đó là không có. Không có hả? Chỉ có mỗi trào ngược dạ dày thôi đúng không? Dạ. Trong dạ dày này cũng đỡ, cũng ổn rồi. Ổn rồi, vẫn đang điều trị à? Dạ, vẫn đang điều trị. Ừ, cái đấy cố gắng điều trị cho nó triệt để nhá. Và thỉnh thoảng phải làm xét nghiệm cả HP ấy, xem là nó có cái virus HP ấy không, bởi vì là HP thì nó cũng dễ, nếu mà nhiễm cái virus HP thì cũng dễ bị gây ung thư dạ dày ấy. Quay trở lại cái câu chuyện của bạn thì tôi nghĩ là năm nay thì bạn cũng đã 46 tuổi rồi đúng không? Già thì chưa tới nhưng mà trẻ thì cũng qua rồi. Cái chất lượng quan hệ tình dục chắc chắn nó sẽ không thể như cái thời mà mình 20 hoặc là 30 được. Đấy, nó bắt đầu bước vào giai đoạn trung niên. Các cái nội tiết tố sinh dục nam của mình nó cũng đã bước vào cái giai đoạn chuẩn bị tiền mãn dục. Thế thì nó cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân mà làm cho tình trạng bạn, cái quan hệ tình dục của bạn nó không như mong muốn. Hay nói cách khác, ví dụ bạn có thể là xuất tinh sớm, rồi đôi khi nó cũng là những cái bệnh lý liên quan tới sự cương cứng của dương vật. Nhờ một số những cái triệu chứng của bạn có vẻ nó cũng không phù hợp với cả sinh lý lắm. Tôi nói ví dụ như vậy. Thế thì theo tôi thế này, mình nói thế thôi, chứ đời sống tình dục của mình cũng còn phải kéo dài ít nhất là 20-30 năm nữa. Đấy, nếu trên nền một cái người mà có lối sống tương đối là tốt như là bạn. Đấy, bạn chỉ có mỗi mắc bệnh trào ngược dạ dày, không mắc các cái bệnh mãn tính, không phải điều trị gì, không nghiện ngập gì. Thuốc lá đặc biệt là không hút. Đấy, thế thì tôi nghĩ là cái đời sống tình dục của bạn nó khá là ổn định và nó sẽ còn kéo dài nữa chứ không phải là không. Thế vì thế là thực ra cái xuất tinh sớm như là bạn mô tả với anh Thành Văn thì nó cũng chưa phải là rõ ràng lắm. Và nhưng mà dù sao thì mình cũng nên đi kiểm tra, bởi vì nếu sớm ý, thì người ta sẽ phát hiện sớm cho mình.
mình và mình sẽ được điều trị thì nó sẽ tốt hơn, đúng không? Yeah. Bạn ở Bình Dương rất là tiện mà bạn có thể vào Thành phố Hồ Chí Minh, đến những cái bệnh viện lớn thì đều có cái khoa nam học ấy. À, yeah. Đấy, thì bạn kiểm tra luôn cả nam học và tiết niệu, xem là cái hệ tiết niệu của mình nó có vấn đề gì không, khiến cho mình bị đi tiểu đêm nhiều ấy. Bởi vì nếu như mà có bệnh lý của hệ tiết niệu mà mình đi tiểu đêm nhiều, mình không điều trị gì thì nó có thể làm cho cái giấc ngủ của bạn nó sẽ bị ảnh hưởng, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Thì mình kiểm tra luôn cả ở khoa nam học nhá, kiểm tra luôn cả hai bệnh xem là có vấn đề gì không. Thì nếu có được chẩn đoán cũng như là điều trị sớm thì được tốt hơn cho mình rất là nhiều. Thế còn nếu như mà không có bệnh lý gì thì bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho mình thêm những cái để cho cái sức khỏe của mình nó sẽ ổn định hơn nhá. Thì không mua thuốc ngoài uống như Trường Thiên Vương với lại kích ba kích như thế này uống hả các bác sĩ? Tuyệt đối không, bởi vì hiện nay là mình chưa biết là những cái triệu chứng như của mình nó xuất phát từ cơ quan nào. Ví dụ nó không biết nó là bệnh lý của hệ tiết niệu hay là của hệ sinh dục. Và quan trọng nhất là mình chưa biết là mình bị bệnh gì. Thế sau này khi mình được chẩn đoán rồi, được điều trị rồi thì mình có thể dùng thêm để hỗ trợ thêm thôi, chứ nó không phải là sản phẩm để điều trị bệnh cho mình nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Vâng, tôi đang nghe đây ạ. Em với cô ấy là yêu nhau 9 tháng. Vâng. Nhưng bây giờ hai bên gia đình ngăn cản thì người khổ cái lại có đứa con ấy. Vâng. Bây giờ thời gian nó cũng không phải là gì nữa. Mà 9 người rồi và bây giờ hai bên gia đình ngăn cản thì là như thế nào ạ? Các bạn lớn tuổi chưa? Bao nhiêu tuổi rồi? Bọn em là toàn bộ 36 ạ. 36, tức là yêu nhau và hai bên là chưa có gia đình à? Chưa. Và đây là có lấy nhau thì là lần đầu tiên đúng không? Hay là gì? Lần đầu tiên. Rồi, có con, bạn nói là có con, tức là con ra đời chưa? Chưa. À, thai được mấy tháng rồi? Đến tháng thứ 3. Thế bây giờ bạn muốn điều gì ở chúng tôi? Muốn chương trình tư vấn cho để giải quyết giữa hai bên gia đình. Ừ, mâu thuẫn là gì vậy? Mâu thuẫn là hai bên gia đình đầu tiên thì có sự đồng ý của hai bên gia đình nhau. Ừ. Bây giờ là hai bên gia đình lại đều ngăn cản, vì xưa kia là hai bên gia đình chơi thân với nhau như là bạn bè ấy. Rồi. Ông già với lại cụ của người ấy là chơi thân với nhau. Ừ. Nhưng mà ông già thì bây giờ thì tuổi thì cũng đã cao. Ừ. Đấy, thì bây giờ cũng muốn coi là có người con dâu ấy trước khi đấy. Ừ. Bây giờ thì khổ cái là bên mọi người, bên nam bên nữ thì nói chung ra nó cũng có bên nghĩa và bên tình, bây giờ nó rất là khó. Tóm lại hai bên gia đình đã quen biết nhau từ lâu đúng không? Và đúng chính rồi. Cái sự quen biết này lại là cái rào cản cho hai bạn đúng không? Đúng. Bởi rồi. Vì sự thân thiết quá nhiều khi là cũng khó. Nhưng mà hai người khác tỉnh. Là ở đâu và ở đâu? Một người ở Quảng Ninh, một người ở Hải Phòng ạ. Em ở biển đảo Vân Đồn. Ừ, thế thì còn cô ấy ở đâu? Cô ấy Kiến An. Một nơi là ở Kiến An, Hải Phòng. Một nơi là huyện đảo Vân Đồn đúng không? Vâng. Hai nơi thì dù cách xa nhau 200 cây số như thế đúng không? Phải 200 cây. Hơn 200 cây. Thế nhưng mà các cụ ngày xưa thì đã quen biết nhau rồi, chứng tỏ họ đến với nhau trước các bạn nhiều đúng không? Rồi ạ. Thế mà họ vẫn đến được với nhau. Chẳng qua là bạn cảm thấy xa, chứ còn tôi nghĩ là cũng không phải xa lắm. Bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, anh chào em. Em chào anh ạ. 36 tuổi, từ trước giờ có người đời người yêu nào chưa? Người yêu thì có rồi ạ. Đã quan hệ với ai chưa trước cái cô này ấy? Hay chưa. Là mình còn trinh đến tận lúc 36? Chưa. Thế à? Tức là mình cứ lênh đênh đánh cá ở ngoài biển hay là làm sao mà mình... Bọn em cứ lênh đênh ở ngoài biển suốt ạ. Thật à? Thế xong là mấy tuần lại vào bờ một lần? Bọn em phải vài tháng ạ. À, đi đánh tàu cá, trời này. Những lúc mà trên tàu mà toàn anh em trai với nhau đúng không? Vâng. Có thích, có vợ không? Vợ tất nhiên là sở thích, nhưng mà khổ cái là ở nơi bọn em đấy này, nó lại là hải đảo xa xôi. Anh quá, biết rồi, là... đánh nhận, quan lạn anh cũng ra rồi, cứ đi đánh cá xong một tuần vào, cập bến và xong rồi. Mình ập vào bến Vân Đồn hay là bến Cái Rồng ấy là dân người ta ra là người ta vồ lấy hết cá tôm cua tép của mình. Còn mấy anh mà ở trên tàu là nhảy lên bờ là đi tưng bừng khói lửa đúng không? Vâng.
Ừ, cũng có tưng bừng khói lửa rồi đúng không? Em không. Thế hả? Hiền lành tử tế thôi, không sao cả. Này thế sao cứ ở biển xong rồi lênh đênh xong rồi 36 thế? Định nếu như mà không gặp cái cô này thì định bao giờ là lấy vợ? Năm mấy lấy? Đó, không, không phải là không gặp mà là gặp quá nhiều luôn ấy. Nhưng mà trong trường hợp mà nó khó khăn quá anh ơi. Vì bọn em là ở đây là gia đình nhìn lại là con một. Ừ. Thế xong làm bên sao? Kia là cũng là con một. Con nhà cái cô mà Kiến An cũng con một ấy gì? Vâng, em con cũng một là con thì... một, nó con độc luôn ấy. Ừ, thì con một chứ sao? Con một mà lấy nhau thì thành con hai. Thôi anh ơi, vì bây giờ như thế này này, thì bây giờ đồng gánh nó có hai đầu đúng không anh? Ừ. Bây giờ nếu mà bỏ bên này thì không được, mà bỏ bên kia cũng không xong. Ừ. Thì bây giờ là nếu mà gom hai cụ về một chỗ thì hai cụ không nghe. Ừ. Thì làm như thế nào? Mình không gom cụ nào ở đâu cứ ở đấy, còn mình với cô ấy ở một chỗ với nhau. Đấy là cái cách mà tốt đấy nhất. Bên kia, bên nhà gái người ta không nghe. Hai cụ này cũng là không muốn cho con gái gả chồng xa ấy. Thế nhà người ta biết là cô ấy chửa chưa? Chưa hề. Nếu mà không cho cưới em ấy là mang tiếng chửa hoang là chết khiếp ngay ấy mà. Là ôi thôi thôi thì gọi nó về đây cưới đi rồi cái chuyện mà ai ở đâu tính sau. Đòn sóc mấy đầu, đòn gánh mấy đầu tính sau. Trời ơi, cứ tưởng là bây giờ chúng nó còn đang tìm hiểu nhau trong sáng thì bỏ ngăn cản. Nhưng mà đấy, ăn ở với nhau giờ có thai đến tháng thứ mấy sắp đẻ đến nơi. Bây giờ chỉ cần cô ấy hé lộ ra rằng là con rất là thương anh ấy. Anh ấy rất là người chịu khó đấy, 36 tuổi mà còn rất là trong trắng. Trước đấy chưa từng yêu ai, chỉ vì là hoàn cảnh cứ lênh đênh ở ngoài khơi, ngoài biển. Anh ấy khỏe mạnh, rắn giỏi và con thì không thể bỏ được anh ấy. Và hiện nay thì cháu ngoại của ông bà sắp ra đời. Hãy cho chúng con để cho cháu nó có bố và chúng con được gắn bó với nhau, còn lại thì mọi thứ tính sau nhá. Đấy là về mặt tình cảm thì là cô phải nói với bố mẹ cô ấy cái thực trạng hiện nay, chứ không lẽ là mình còn trốn đến bao giờ. Bụng từ ngày một to, em có định bắt cô đi phá không? Không thể phá đúng không? Thai to phá nguy hiểm lắm. Và hơn nữa này, mình đến 36 tuổi rồi, quá tuổi làm bố làm mẹ lắm rồi đấy. Cô cũng phần đấy tuổi rồi. Mà rồi mình không trưởng thành, không tự quyết thì có định đến bao giờ nữa? Các cụ thì già rồi, các cụ cũng đi về với tiên tổ. Thế mình chẳng lẽ lúc ấy là thành một ông 50 còn ngồi đấy không lấy vợ chỉ vì bố mẹ tôi ngăn cản à? Nhá. Bây giờ hãy nhớ là các em trai, em gái nó ngoài 20 thôi, nó đã tự quyết được cuộc đời. Hai em thì sống bằng nghề chài lưới, cô ấy thì đi ra theo em chả làm gì, cứ ra chợ Cái Rồng mà buôn hải sản là cũng sống được. Còn lại con cái nó lớn lên khá giả một tí thì đưa cái cụ ở xa về gần. Thế là đi từng bước một. Bước đầu tiên bây giờ em phải lo thứ nhất là thời gian không chờ đợi, bụng cô ấy ngày một to, con em sắp ra đời, ngồi đấy mà phân tích rằng các cụ không đồng ý. Mình thứ nhất là về mặt pháp luật rất là ủng hộ, hai em tuổi quá trưởng thành rồi, hai em yêu nhau tự nguyện, thế thì chẳng có cái lý gì mà ngăn cản. Còn những khó khăn khác xếp lại đấy rồi ta giải quyết sau, đúng không? Ừ. Bí nữa thì em về lấy cái sổ hộ khẩu xong rồi ra ủy ban nhân dân phường hay xã mà em đang sinh sống ấy, cộng với lại cái tờ khai của cô để chứng minh rằng hai bên là chưa kết hôn bao giờ, để cho nó đúng pháp luật. Và cần thiết thì người ta làm cho một cái thủ tục đăng ký kết hôn để mình trở thành vợ chồng, con em ra đời mới đăng ký khai sinh được. Không là cô ấy mà tự đẻ xong là không có chồng là rồi con chả có giấy khai sinh, rồi dân làng sẽ đồn ầm lên là cô ấy chửa hoang, con mình mang tiếng sau này con đi mà khắp làng mà thanh minh lại là không phải hoang đâu, nó có bố đây này thì nó mất thời gian lắm nhá. Nhớ là hai đứa 37 tuổi rồi chứ không còn bé nhỏ gì đâu. Bây giờ bên gia đình em ấy thì nói này, nếu mà ba em thì khổ cái là về bên nội thì lại nói là con một bây giờ không thể với là có nghĩa là con một lấy con một được đấy. Thì bây giờ con một vì là cái điều kiện nhà mình ở ngoài đây này nó còn khó khăn. Tóm lại anh bảo khó khăn phải gác đấy, mình giải quyết vấn đề trước mắt, còn em cứ đưa khó khăn ra thì thôi, mình lo việc của mình nhá. Vấn đề của em về mặt pháp luật thì không có vấn đề gì, các em rất yêu nhau và hiện nay đã có kết quả là sắp đưa con ra đời. Còn những khó khăn về con một với lại con một rưỡi với lại con hai ấy, nó là những thứ mà hoàn toàn có thể khắc phục được. Vâng, thế là hy vọng bạn sẽ giải quyết được vấn đề của mình nhé. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Khánh Hòa. Alo, Khánh Hòa đâu ạ? Dạ vâng,
vâng, anh ấy cho em hỏi đi. Vâng. Em vợ chồng em thì năm nay là 50 tuổi rồi. Vâng. Nhưng mà cô sinh được hai cháu. Vâng. Cô trai năm nay là năm 96. Vâng. Nhưng mà nói chung là vợ chồng em thì cũng không hợp nhau. Nên là nhưng mà rồi là nó cũng sẽ qua được đấy. Nhưng mà có thằng con ấy là nó không bao giờ nó hợp bố nó. Vâng. Thế là bây giờ thì nó lại cứ không muốn ở nhà, gần nhà làm mà nó cũng đi xa. Vâng. Mà đi xa thì tự dưng là nó cứ vay lợ lần đến giờ mà nó nợ cả 100 triệu. Thế vâng. Nhưng mà bây giờ là ý là nó không dám nói với bố nó, mà nó nói là mẹ vay cho nó để nó trả nợ rồi là nó làm rồi sau này nó trả. Giờ đang cấn vấn cái chỗ là có nên nói với bố nó không. Rồi. Cái thứ hai nữa là do là bố nó là trước bản thân tôi ấy, là cô ruột ấy, là bị bẻ nợ. Thế tôi cũng cho cô vay là tầm 200 triệu thì giờ cô không trả nợ được. Thì từ đấy giờ đi là chồng không bao giờ đi nương nữa. Thì là nó có mỗi một suất nương. Thì là cứ phải gánh vác cho con này. Con mà giờ có nói ra thì sợ là bố nó cũng không đưa tiền cho trả. Mà lại cứ chửi mẹ thì này cũng khổ thân. Rồi. Thế nên là giờ muốn hỏi chuyên gia là xem là có nên nói với bố hay là không. Hay là như thế nào để khuyên cháu nó như thế nào ạ? Hai vợ chồng anh chị là người Bắc à? Dạ, hai vợ chồng em là người Bắc ạ. À, thế là vào Khánh Hòa lập nghiệp lâu chưa? Dạ, nói thật với anh là hai vợ chồng em đều là bộ đội. Rồi. Nên là bố nó thì rất là ngoan, rất chi là sợ bố. Thế là bây giờ cháu nó 25 dạ. tuổi, con trai đúng không? Và vâng, và bây giờ thì nó đang làm ở đâu và làm gì vậy? Dạ, đang làm ở Sài Gòn mà làm bên xây dựng ạ, bên công trình ạ. Rồi, làm xây dựng vâng, mà vâng. hơn nửa năm vâng. nay thì là vâng. nó có vay nợ đến hàng trăm triệu và lại đục mẹ là vay đâu để trả nợ hộ. Và hiện tại thì là con vẫn đang trong Sài Gòn đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, và cái sự tin tưởng của chồng ở chị thì cũng không có nhiều là bởi vì là từng chị từng đã lấy tiền của nhà để cho hỗ trợ người bà con của mình rồi. Dạ vâng ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, chào chị. Dạ vâng, em chào anh ạ. Đây là thằng cu duy nhất nhà mình hả? Có cháu nào lớn vâng, nữa chưa? Em có hai cháu ạ. Cháu nhỏ thì mới học lớp 12 ạ. À, thế còn là cháu gái, còn cháu trai ạ. Mà chả biết yêu đương gì. Nói thì cứ bảo là con không lấy vợ. Mà lại mập, mà lại cũng chủ yếu là hay ăn. Thôi bây giờ mình không nói đến chuyện mập với hay ăn với lấy vợ dạ. của nó. Mà nói vâng. đến chuyện là đang nợ tiền. Dạ, vâng. Nó học cái gì mà vào xây dựng hay là đi làm thuê xây dựng thôi? Mình dạ, kỹ sư xây dựng hay học là... bên điện lạnh ra. À rồi, đi theo các công trình rồi là người ta ấy xong mình thì lắp đặt các cái công trình lạnh ấy đúng không? Điều dạ, hòa, vâng. điều hiếc rồi những... Rồi, hiểu thế thế. Cháu có nói rằng là vào đấy thì nó làm với ai, làm theo công ty hay đi làm thuê một cái ông thầu nào đó hay như thế nào? Mình có nắm dạ. được cái đời sống của con không? Dạ, làm theo công ty ạ. Nếu mà theo hợp đồng đó là đưa cho mẹ là một tháng là 8 triệu 2. Thế nhưng mà bạn nó nói là vào trong đấy tiền ăn tiền ở là người ta trả cho thì là còn được một tháng là 11 triệu, tháng ừ. nào cũng đủ 11 triệu, là gửi về cho mẹ cầm, không có đưa cho mẹ cầm. Có sao nghĩa là nó gì? Nói là nó tiêu hết, không biết là có tin được không, nhưng nó nói là thân quen thì nó cho người ta lợ, là ý là người ta nó vay lợ cho người ta không trả được, người ta không trả thì thành đấy. Nó mắc nợ. Vâng, để ý như vậy, nhưng mà cũng không tin được con nhà mình ạ. Đấy, thế cho nên dạ, cái vâng. vấn đề cái chuyện thế này này, nếu như con mà chẳng may nó gặp những cái hoạn nạn trong cuộc sống, nó cần phải tiêu một món tiền lớn thì chắc chẳng bố mẹ nào tiếc cả. Nhưng bây giờ con mới 25 tuổi đầu, đi làm ăn cũng còn lung bung, chưa biết đâu mà lần mang tiếng tháng 11 triệu mà cũng tiêu sạch, xong lại còn vay nợ. Cái việc nó không đàng hoàng trong sáng. Ví dụ như này, 6 tháng nay không đi làm, đợt vừa rồi lại còn nằm viện là mổ dạ dày với mổ ruột thừa cấp cứu, xong rồi đứng dậy thanh toán hết phần này tiền, thế xong rồi gì đó, tức là những thứ mà mình có thể tin được. Chứ còn bây giờ anh ấy nói rằng là vay nợ hộ người ta, xong bây giờ lại người ta không trả, xong mẹ lại trả nợ hộ, thì mình cứ toàn tin không như thế thì mà không dạ, có vâng. kiểm chứng thì có khi mình cứ thương con mà lại thành hại nó. Dạ, thế vâng. xong lại 4 tháng sau nó bảo mẹ ơi, mẹ đừng nói với bố, mẹ gửi ngay mà cho con 30 triệu, con vừa đi xe máy chẳng may con tông vào người ta, bây giờ người ta bắt vạ, nếu không nộp 30 triệu thì con phải đi tù, mẹ lại thương gửi 30. Dạ đúng rồi đấy. Xong một dạ. thời gian sau lại mẹ ơi, cái xe máy mà bữa trước mà con mang vào bây giờ mất rồi, bây giờ con đi làm con toàn đi bộ với đi xe ôm tốn tiền, thì chết, mình không thể nuôi được cái bạn ấy. Dạ vâng. Còn lỡ ngớ này chưa đủ gọi là nó thiếu
kinh nghiệm sống này, vào trong đất miền Nam Sài Gòn ấy cũng là nơi dễ kiếm ăn nhưng cũng là nơi rất khốc liệt và có đầy đủ cả mặt thuận lợi lẫn khó khăn. Nếu như mà những thanh niên tỉnh lẻ mà không có ý chí, không có những cái tỉnh táo cũng rất dễ vướng vào cái này cái khác, rồi cuối cùng thì là bị thua lỗ mất tiền. Mà để mà nó lấy được tiền của mình thì nó phải để đưa ra những cái lý do mà nó đáng thương hại. Mình chưa vội nói với bố nó vì bố nó cũng sẽ chắc không giải quyết được cho cái việc này đâu. Rồi lại ầm ĩ lên, lại bảo thế tao vào tao lôi cổ nó ra, không có Sài Gòn gì nhất thì về ngoài này làm được đồng nào chắc đồng đấy ăn cơm nhà. Thế rồi là tự nhiên ầm ĩ lên. Mẹ thì mẹ rất là tin con, mẹ thương con, nhưng mà con nói như thế mẹ thấy nó làm sao ấy. Con có cái bằng chứng gì để mẹ tin rằng là hiện nay con đang nợ nần này, nợ nần lại còn bị hại này. Xong hai nữa là mình xem ở trong nhà mình có ông cô bà cậu, ông chú bà bác nào mà cũng đang công tác ở trong ấy thì nhờ người ta. Đấy, hiện nay là cháu nó ở đấy đấy, hình như nó trọ vào Gò Vấp hay quận 5, quận 3 gì đó. Nó là chú qua đấy chú xem, giúp tôi xem là thực hư thế nào. Đến đấy mà với lại ví dụ ông chú đi điều tra mày thấy trời ơi, chúng nó đang thuê nhà trọ, nó sống tùm lum tà la, một chả có đi làm gì đâu, chẳng qua là ăn chơi nhảy múa với nhau, cả trai cả gái tùm lum này, cho nên nó tốn tiền chẳng hạn, thì nó sẽ khác, đúng không? Thế còn nếu đến ông chú bà dì, ông cô bà cậu gần đấy mà đến mà trời ơi tội nó quá, bây giờ nó sợ bọn đầu gấu, nó không dám đi đâu, đúng là cái thằng này dại dột vai hộ thằng bạn, trong thằng bạn ấy bây giờ nó trốn đâu mất rồi, tất cả vân vân, thì mình có được cái gì đó thì mình mới quyết định, chứ đừng có là con bảo làm sao nghe ngay làm vậy, sẽ rất dễ là mình đang nuôi dưỡng một cái mầm hại sau này, đúng không? Thế và bây giờ thì cái tình hình dịch bệnh nó cũng đỡ đỡ rồi, mình động viên là thế con tranh thủ về một ít ngày đi để nói chuyện với mẹ một cách hết sức tử tế xem nào, rõ ràng để danh mạch xem là mình nhìn thấy mặt mũi người ngợm nó ra làm sao nào. Em tìm hiểu bạn nó cùng ạ, thì là bạn nó nói là thực ra nó cũng không nghiện ngập gì hết, cùng đi làm về vất vả thì ngủ thôi, nhưng mà cô thằng này nó có cái bệnh là sĩ lắm, có nghĩa là một tháng mà được 11 triệu thì 3-4 ngày là đi ra quán. Lớn rồi, 25 tuổi đi làm được 11 triệu mà không biết quản lý, mà sĩ không sĩ được cả đời, sĩ cho một năm xong rồi đói dài răng ra, chả thấy ông tổ trưởng nào mời lại một bát hủ tiếu, lúc ấy biết là mình cứ xông xênh với người rồi chẳng ai đói, chẳng ai người ta thương đâu, thì đời sẽ dậy nhá. Nhưng cơ bản bây giờ ấy cái vấn đề 100 triệu kìa. Không thể để ngồi đây mà gửi 100 triệu chứ có phải 1 triệu 2 triệu gì đâu. Còn thách thức thế này anh, nó bảo nếu mà không gửi cho nó thì thôi là coi như là không có nó nữa, nó chết thì nó chết mà nó sống thì nó sống, nó lại còn nói láo đấy nên. Đã thế thì tùy, con lớn rồi con tự quyết định, con chứ bây giờ mình bỏ tiền ra 100 triệu để mà mua rồi nó là con mình, không mấy bữa nữa lại gửi 200, xong nếu mẹ không gửi 200 thì con tự tử đây, lại bỏ ra 200 rồi làm sao được. 25 tuổi chứ không phải đứa trẻ 3-4 tuổi nhá. Rồi chị đã nghe rõ những lời anh Đinh Đoàn vừa nói rồi chứ, xin chào chị nhé. Dạ vâng, dạ dạ, rồi, cảm ơn chị. Dạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Alo, Ninh Bình đâu ạ? Alo, em nghe đây ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Em 32 tuổi mà tầm 2 năm nay em hay giữa thời kỳ kinh nó hay bị rong huyết một lâu 2-3 ngày ấy, đau bụng. Có đau bụng không? Không ạ. Thế à? Tức là thí dụ một kỳ kinh của mình là 30 ngày đúng không? Vâng ạ. Không, kinh nguyệt thì nó vẫn bình thường. Ừ. Đều, nhưng mà giữa cái kỳ kinh thì thường nó hay ra huyết nâu. À, nó lại ra dịch màu nâu đúng không? Chứ là không phải màu như cái kỳ kinh chính của mình đúng không? Vâng ạ. Hiện tượng này có từ lâu chưa? Hơn 2 năm rồi ạ. À, thế là mình có mấy cháu rồi? Em có 2 cháu rồi ạ. Thế à, có phải làm ruộng làm đồng gì không? Em không ạ. À, tức là mình ở huyện nào nhỉ? Em ở huyện Kim Sơn ạ. À, Kim Sơn. Rồi, thế là chỉ nấu rượu thôi đúng không? Em không biết nấu rượu ạ. À, không biết nấu rượu, chỉ biết uống thôi đúng không? Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái hiện tượng này có phải bất thường hay không nhé. Chị chào em. Chắc nó chỉ ra dây một chút thôi, 1-2 ngày xong nó thôi ấy hả? Vâng ạ. Em hiện nay áp dụng biện pháp tránh thai bằng phương pháp nào?
em chồng em đi làm xa nên là Thảo mới về thì nó em xuất sinh ngoài em tính chu kỳ. À ừ, chứ cũng không có áp dụng một cái biện pháp nào ví dụ như là đặt vòng hay là dùng thuốc tránh thai đúng không? Ừ. À. Em sử dụng cái biện pháp đấy có lần nào bị thất bại không hay là phải cứu trợ bằng thuốc tránh thai khẩn cấp không? Em không ạ. À, nhưng mà em có tiền sử đến ca đại tràng. À thế à? Dạ. Bị lâu chưa em? Bị 3 năm. Ừ, hiện tại nó ổn định à? Vâng ạ. Cái ca đại tràng của em là nó cũng hiện tại bây giờ nó đang ổn định và mình chỉ có đi tái khám để kiểm tra lại theo cái lịch của bác sĩ thôi đúng không? Vâng ạ. Thế và sau cái hồi bị ca đại tràng thì em điều trị bằng phương pháp gì? Lúc ca đại tràng thì em mổ. Xong rồi là mình có phải điều trị bằng phương pháp xạ trị hay là hóa chất gì không? À thế hả? Có hóa chất, em mổ xong thì em hóa chất 6 tháng ra viện. Em thấy bác sĩ tích cực cũng mổ khỏi bệnh. Ừ, thế thì ổn. Trộm vía thế là cũng là may mắn đấy nhỉ? Vâng ạ. Thế và mấy năm nay là không có triệu chứng gì cũng như là diễn biến gì bất thường đúng không? Vâng. Mình vẫn kiểm tra định kỳ. Em ăn uống sinh hoạt bình thường, cân nặng thì ổn định. Mỗi là em thấy là giữa kỳ kinh nó cứ 2-3 ngày nó cứ huyết màu nâu nâu mà. Em cũng không thấy cái huyết nâu, cái huyết mà nó màu nâu ấy thì thường là nó có một cái tổn thương hoặc một cái trục trặc gì đấy nó sâu ở bên trong thì nó mới ra huyết màu nâu. Thế còn ví dụ những cái tổn thương mà nó thấp ở ngoài hoặc là tổn thương mới thì nó hay ra huyết màu đỏ tươi. Thì một số người ấy thì đến giữa của chu kỳ kinh ấy hay như là cái thời điểm báo hiệu rụng trứng ấy, tức là lúc đấy là lúc có trứng rụng đấy thì nó cũng có thể ra một chút cái huyết nâu như vậy và đấy vẫn là hiện tượng sinh lý bình thường. Tuy nhiên thì trên mình đã từng có cái điều trị về ca đại tràng, mặc dù là nó rất là tốt rồi và nó đã ổn định rồi. Thế với lại mặt khác nữa là cái tuổi của em như thế này thì em nên đi kiểm tra cho nó yên tâm đi. Tốt nhất là vào đúng cái thời điểm mà em đang có xuất huyết ý. Đấy, tức là vào giữa trước hoặc là cái ngày mà mình đang có xuất huyết thì mình nên đi kiểm tra. Em tìm hiểu trên mạng, em search trên Google, người ta bảo là cho do cái kỳ kinh của mình nó chưa đào thải ra hết. Không phải như thế. Mà ý tôi nói với bạn lúc trước ấy là có một số người thì khi mà đến giữa kỳ kinh, tức là cái lúc mà thời điểm rụng trứng ấy, nó do cái thay đổi cái nội tiết nó cũng có thể gây ra một chút những cái xuất huyết như vậy. Thế thì nếu như nó hiện tượng đấy là bình thường, tức là hiện tượng sinh lý, có một số người cũng như thế, nhưng tôi cần phải loại trừ được những cái mà về bệnh lý, ví dụ như là nó có thể là một cái bệnh lý gì đấy ở tử cung hoặc là cổ tử cung cho nên nó mới gây ra cái hiện tượng như thế khi mà nó có sự thay đổi nội tiết vào cái thời điểm rụng trứng ấy. Đấy, còn mình đi khám bình thường, nếu như mà loại trừ được mà bác sĩ bảo không, cơ quan sinh dục của em hoàn toàn bình thường, em không có u cục gì, rồi em cũng không có viêm nhiễm gì thì mình yên tâm mà, đúng không? Mình 32 tuổi rồi, bắt đầu mình phải tầm soát sức khỏe sinh sản cũng như là đặc biệt là cơ quan sinh dục. Rồi, bạn đã rõ hơn rồi chưa? Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Dạ, đây ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em yêu anh này 10 năm rồi. Thế à? Từ đầu là anh ấy có vợ. Thế à? Xong rồi bỏ nhau được hơn 3 năm rồi, nhưng không phải bỏ nhau không liên quan gì đến mình, đã vợ không biết. Thì là rắc rối gia đình thôi. Bây giờ anh ấy lại chuẩn bị tìm hiểu để lấy người khác ấy, chứ không phải là lấy mình, mà mình cũng không có nhu cầu lấy. Thế mình có chồng con gì chưa? Chồng mất lâu rồi ạ. À, thế à. Thế mà cứ yêu anh ấy 10 năm nay. Trong cái thời gian 10 năm ấy thì anh đã kịp lấy vợ một, và cách đây 3 năm thì anh ấy đã bỏ vợ một và chuẩn bị lấy vợ hai. Thế bây giờ mình muốn điều gì ở anh ấy? Mình cứ mới đang kiểu như là anh ấy mới tìm hiểu người khác để chuẩn bị lấy vợ ấy. Xong rồi cứ anh ấy cứ nói chuyện là như là một người bạn với mình ấy. Xong hôm nào gặp cô đấy, xong rồi mình ở nhà tự nhiên lại cứ thấy nó ghen tức, xong rồi chẳng ngủ được, thức cả đêm, xong rồi nó lại đau lòng ngực. Tức nghẹn đến tận cổ đúng không? Đấy, đúng rồi. Thế tóm lại là mình yêu anh ý, thế nhưng anh ý có yêu mình không? Có, thì cứ bảo cứ làm bạn tri kỷ, kể cả thế có lấy vợ thì cứ làm bạn mãi rồi. Thì yêu nhau có làm gì không? Bình thường như mọi người yêu nhau thôi. Thế là có ấy nhau không? Có. Thế à, một tuần ấy nhau mấy cái? Tuần, hai tuần mới gặp lần. À, đã gặp là ấy luôn đúng không?
Mặc dù là ấy nhau như thế thôi mà anh vẫn cứ coi mình là tri kỷ, như là kiểu là một thằng bạn thôi đúng không? Ừ. Yêu ai thì anh ấy cũng kể với mình, thích ai cũng kể với mình, khen cô bạn gái chuẩn bị lấy vợ anh ấy cũng kể với mình. Ồ, thế lạ nhỉ? Thế mình có hỏi anh ấy là thế thì em là cái gì của anh không? Thì cứ bảo là bạn tri kỷ đấy. À, ôi dồi, bạn tri kỷ mà đi ngủ với nhau thì đấy thì thôi, đúng không? Có tri kỷ kiểu gì thế không? Lạ nhỉ? Chẳng biết là thế nào mới hỏi chương trình nào. Mình ở huyện nào Hà Nội đấy? Mình ở trên Ba Vì ạ. À, Ba Vì à? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào Ba Vì thật à? Nghe giọng chả thấy Ba Vì gì cả. Nói dối đúng không? Thôi, không nói đùa chứ không cần biết là đâu, đâu cũng được. Vâng. Mình là năm nay là bao nhiêu? Em 48 ạ. À, 48. Cháu lớn chưa? Con nhà mình ấy. Cháu lấy vợ rồi. Ôi trời ơi, bà nội. Thế có đi với cháu không? Chúng nó có ở cùng với mình không? Có ạ. Ừ. Ông xã mất lâu rồi à? Mất lâu rồi. Thế sao? Có mỗi một thằng cu con trai trong bây giờ. Hai thằng cu ạ. Ừ. Một thằng lấy vợ, một thằng nữa lấy chưa? Chưa ạ. Ừ. Được hai cháu nội rồi. Hai cháu nội rồi, thằng cu bé sắp lấy vợ nữa chưa? Rồi, sắp lấy rồi. Này, thế 10 năm mình ấy với cái ông kia ấy, thì các con nó có biết không? Ừ, cũng có biết, cũng một hai lần về nhà ngoại có việc ấy, cũng về mà. Nhưng mà kém mình tận 3 tuổi à. Ừ, thôi, cái tuổi tác không thành vấn đề. Nói đùa chứ bây giờ cái cơ bản này, mình là mình quen với ông từ khi ông còn vợ cũ đúng không? Vâng. Và vì hai người cũng ở xa nhau chứ cũng không gần lắm. Và lại như ban nãy nói rằng là 2 tuần hoặc là 1 tuần gì đấy mới gặp nhau một lần. Mà gặp nhau thì cứ mừng mừng tủi tủi rồi đi ngủ đúng không? Vâng. Mình thì thật ra mình cũng không vướng bận gì, trẻ thì cũng không còn trẻ nhưng mà chưa thật già. Rồi mình cũng lại thiếu thốn tình cảm, ông ấy mất sớm. Thành ra là lúc ấy thôi mình cứ gọi thẳng là cặp bồ, đúng không? Ừ. Thôi cứ tô vẽ lên nào là yêu đương với tri kỷ nhưng thực ra là cặp bồ với một người đàn ông có vợ. Và mình cũng có những giây phút vui, đúng không? Ít dân cũng có những cái người chia sẻ. Ông ấy thì chắc là vui rồi, bên cạnh vợ thỉnh thoảng lại có cô bạn tri kỷ mà gặp nhau lại vui vẻ thì cũng tốt rồi. Thế và ngay cả khi vợ chồng anh ấy không hạnh phúc mà anh ấy chia tay với vợ thì anh cũng lại tìm một người vợ khác, nghĩa là trong đầu anh ấy nếu có lấy vợ thì không lấy cái loại như mình. Đấy, mình phải, bây giờ mình phải hình dung là mình là cái gì ở trong lòng người ta. À, mình chỉ là một cái bà mà thì đàn ông ấy mà cứ đứa nào mà đồng ý gật đầu thích làm tri kỷ là ông ấy tri kỷ hết. Vợ thì lấy một nhưng mà nếu tri kỷ mà được phép thì các ông có thể 3-4 tri kỷ, ở cơ quan một tri kỷ, gần xóm nhà mình một tri kỷ, rồi lại ở huyện khác một tri kỷ chẳng hạn. Thế là cứ luân phiên các loại tri kỷ ấy cũng vui. Thế cho nên mình có vẻ cảm giác tức ngược này và mình có vẻ trách thì chẳng dám trách, đúng không? Yeah. Nhưng mà nó cứ bảo là mình cứ lăn tăn là sao ông ấy yêu mình thế cơ mà gặp nhau là lao vào nhau như thế, mà yêu nhau tận 10 năm. Thế mà cuối cùng bây giờ tưởng là vợ kia bỏ thì phải chuyển sang mình, nó ra lại cũng là một cô khác, vẫn mình vẫn giữ nguyên, chả được thăng chức gì cả, vẫn là tri kỷ chứ không phải là nâng mối quan hệ đến tầm cao mới là không có, đúng không? Yeah. Ừ, chả được gì phải tức. Bây giờ thì mình, việc mình lo này, mình còn muốn quan hệ với ông không? Còn tình cảm không? Vẫn còn tình cảm, không đến với ai được. Ví dụ như ông quyết tâm sắp tới đây là ông sẽ cưới vợ, mà không phải là mình có căm thù không? Cũng thế tức thôi chứ không căm thù. Ừ. Thì vì ông bảo 3-4 năm nữa ông mới lấy vợ, bây giờ tìm hiểu đã. Đã tìm hiểu, thế xong rồi ông ấy lại cứ hay cái đoạn là ngồi bên cạnh mình lại kể, ôi hôm qua hẹn với cô ấy mà ngọt lắm. Thế sao mình có tức không? Có tức chứ. Ông này dại, chứ những người đàn ông tử tế khác ấy, ngồi cạnh bồ thì không bao giờ nói chuyện vợ, mấy bên cạnh đi với vợ thì không bao giờ kể chuyện là vừa giao lưu với cô khác. Kể mặc dù mình thì không phải là vợ nhưng mà cũng phải tôn trọng nhau. Ông ấy thì lại quá thật thà. Mình không thích cái đó thì mình có thể dừng ông lại. Em biết rằng là anh đang tìm hiểu người bạn gái này bạn gái khác, đó là quyền của anh và là chuyện riêng tư của anh, nhưng em không muốn nghe chuyện đó khi ở bên em. Nếu mà còn gặp nhau mà chỉ để kể chuyện với cô đó thì xin mời về. Bây giờ mình biết rồi.
chẳng phải yêu đương gì. Thì tại vì cứ sáng trưa chiều tối như cả ngày như là không gần nhau, nhưng lúc nào điện thoại nên là ông ấy có việc gì ông ấy đều phải kể với mình, nên là mình đều biết hết. Kể gì cũng được, trừ kể chuyện về một bạn gái nào đó. Thế còn kể gì cũng được, và hôm nay nhà vừa con gà què nó chết thế, vừa làm thịt ăn ngon phết chẳng hạn. À kể ok, ôi thế mà không cho em ăn với. Vui mà, thật ra trong cuộc đời con người ta, đấy, cái người bạn tri kỷ chính là cái gì cũng chia sẻ được. Nhưng tuy nhiên người bạn tri kỷ mà lại là khác giới, mà lại có cái tí tình cảm với nhau, ít nhất là cái sự tình dục ấy, thì cũng nên tế nhị, nhắc nhở cho ông để ông biết lần sau. Bây giờ thì mình thì không có chồng, ông thì chưa lấy vợ. Cái chuyện hai người mà đều thích nhau, đến với nhau thì thứ nhất là không vi phạm pháp luật, thứ hai là cũng chả ai ngăn cản được. Còn tới đây khi mà 3 năm nữa ông bảo 3 năm nữa ông sẽ lấy vợ, thì thôi cũng còn 3 năm cơ mà. Thì lúc ấy mình tính sao? Thôi thì người ta không chọn mình lấy làm vợ thì không lẽ mình lại cứ cặp bồ tiếp lại là mười mấy năm cho đến ấy. Mà biết đâu cái bà vợ cũ thì bà ấy lờ mờ, thì bà ấy hiền, bà không biết, chứ bà vợ sau này bà ấy là người mà đáo để, bà lại phát hiện ra, thì thành ra mình lại là người phá đám. Thì lúc ấy mình sẽ rút kinh nghiệm, mình tính sao nhá. Thế nhưng mà có một phương án rất là hay, đó là mình 48, mình vẫn có tìm một người bạn trai mà tuy không tiến xa nhưng mà có thể là tri kỷ lâu dài, mà không bị anh ta kể chuyện rằng anh ta đang đi tìm vợ. Rồi, bạn đã nghe rõ từ trước, xin chào bạn nhé. Cảm ơn chuyên gia Tâm Lập Đinh Đoàn. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau trên hệ VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hoặc qua số điện thoại 24/7 là 0243 826 2625.